mà lấy phần đầu dây kia để cột sát phần gần cái nách luôn, để cho không bị chổi vào trong cái thân của mình. Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Thôi xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Bây giờ bà Cô Hoa sẽ tiếp tục cưa cây trầm bông vàng. Cảm ơn quý vị trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cho kênh của Hoa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Qua hai bao vòng luôn, giặt rất là mạnh. Lúc xả dây rồi vẫn còn đung đưa. Mà không vịn được cái đầu nhánh. Nhánh gì rất là nặng luôn Là nhỏ. Này cái này sẽ rôm đọt và chừa lại một nhánh này cho nó thở. Quấn cái đầu dây để làm gì nữa. Mà cột cái gần vào sát cái nắp luôn của cái nhánh bên kia.
quá. Mấy bác phụ ơi phía dưới sợ chạy luôn. Chạy dưới à? Hả? Chạy dưới à? Tao đâu phải con của vua khỉ đâu mà tao không sợ như mày. Hả? À, phía trên đầu của Hoa luôn. Xuống tàu ơi. Thôi chặn cha con mới nhận đệ tử, không phải để leo cưa cây mà để kéo cây. Dạ. Cái nhánh trỗi qua cái phần thân rất là nhiều. Cái cây bông vàng rất là đẹp luôn, nhưng mà cái mặt trời nắng chói nó thấy được. Bông màu vàng anh rất là đẹp luôn. À, xuống 2 giây đều tay luôn. À, bay vào nhà quét xỉu luôn. Bay nhà quét xỉu luôn. Cưa như vậy là đã hoàn thành rồi. Bây giờ sẽ đem cái máy cưa xuống. Nó sẽ chừa cho một nhánh thở, nếu không nó sẽ bị chết. Thì cây này cũng khá lớn. Ba của Hoa dùng cái sợi dây để đi xuống. Mấy cái vàng bông 10 giờ hết đẹp luôn. Hồi nãy mới vừa cưa xong cây chàm bông vàng. Bây giờ sẽ ra review cho quý vị xem cái cách phơi khô cá lóc, là đủ thứ cá luôn. À, phơi banh con khô ra nữa nè. Này chưa ướt. Viên cái mình nãy mắm gừng hả chị Nam? Ngon lắm. Uống bia ha. Viên mắm gừng uống bia. Giờ này chắc qua dịch mới có uống bia được, chứ giờ uống bia thạc chết. Chiên cơm được. Đây là bác 12 là chủ nhà nè, làm khô. Chào. À, bác làm nhân công cho bà chủ. Dạ. Bà chủ là vợ mình. Bà chủ là vợ tôi à. Bác cho con hỏi là mấy ký cá lóc mới được một ký khô cá lóc? Nếu mà hai nắng thì khoảng là 3 kg khô, 3 kg cá lóc và 1 kg khô. Dạ, 3 kg cá tươi á. 3 kg ướt và 1 kg khô. Dạ. Nhưng mà hổm ra thì dịch rồi cũng khó tới lui, cá nó cũng khó, cái nguồn cá nó cũng khó, cá lên giá mắc quá. Dạ. Đây là bác 12 trai làm cho bác 12 gái nè. Là chủ nhà. Ở phơi khô là ông phơi nắng. À, bên kia là cá lòng tông. Ừ, làm nhiều mặt hàng lắm, cũng như làm tại nhà khô nhiều loại. Dạ. Nhưng mà chủ yếu là đồ đồng nhiều hơn. Dạ. Cái này mình làm như mình có bán rồi mình có ship cho người ta không? Có bỏ sỉ cho mấy cái chỗ như Bến Tre rồi Bình Dương thành phố rồi đó. Đi, dạ. Xa đi xa lắm. Ừ. Dạ. Rồi ai có cần ship thì ship luôn. Dạ. Này, nếu mà số lượng nhiều là khoảng 5-7 kg rồi là giá làm sao? Thì 5-7 kg thì mình bỏ giá sỉ nó khác. Ví dụ như cá lóc này mình bán ra phải bỏ sỉ là 200-220. Dạ. Nếu mà bán lẻ là khoảng 250 tới 260-270 tùy theo chỗ xa. Dạ. Yeah. Tùy theo ship tiền ship chị kia, xa nữa. Người ta lấy sỉ nhiều thì mình tính giá chừng
200, 201, 202 vậy đó. Dạ. Yeah. Bác cho con xin số điện thoại. Số 0763. 0763. 116927. 116927. Rồi. Dạ. Cảm ơn bác. Quá trình nhiều luôn cả nhà. Làm nhiều loại lắm, làm quanh năm luôn á, bán quanh năm. Ai cần liên hệ lúc nào cũng có. Dạ. Dạ. Tại cái này là chừng nào mới ướp? Chừng nào mới ướp ớt đồ? À, mình để cho nó hơi gáo gáo một chút, cái mình gắt bột ớt lên cho nó đẹp, nó tạo màu cho đẹp thôi chứ nó không có gì hết. Dạ. Bây giờ là bác đã ướp sẵn trong cá luôn rồi hả? À, này là cũng như muối, đường mà bột ngọt, hạt nêm là mình ướp cho vừa ăn hết rồi. Mình để khoảng cả tiếng, 2 tiếng một cái mình đem mình phơi. Mình cá rất là đẹp luôn. Ừ, cá mới là. Rửa rất là kỹ luôn. Con thấy mà cái xài xài ngoài đó là hình như có một cái xài đó sắp thành phẩm rồi không? Ờ đúng rồi, cái đó được bữa nay nữa là 2 nắng mấy rồi đó. Dạ. 2 nắng mấy là thành phẩm rồi đó, nhưng mà cũng có người ta dặn cũng 5-7 ký hết. Dạ. 300 mấy ký tươi á. Dạ. Dạ bác gái làm ở đây là được cái nghề này được khoảng bao nhiêu năm rồi bác? À, gần 6 năm rồi đó. Gần 6 dạ, năm. 6 năm. 6 năm. Ở dưới bên Tre lên có thể là lấy 100 kg khô luôn. Vậy là cái dĩ này chắc thay mấy lần rồi quá. Trời ơi, có 5 6 tháng là thay một lần. Dạ. Dạ. Đâu có để cho xét. Tại vì nó cái nước muối với nước muối bột nêm rồi. Cái mình thay hoài vậy đó, mình làm đây là cũng như gia công tại nhà anh làm kỹ lắm, sạch sẽ mà kỹ lưỡng, không có. Dạ. Chất bảo quản không có chất rồi có rồi gì hết á, chỉ dạ. Ánh nắng về rồi đem nên để tủ đông rồi vậy đó mình bảo quản thôi. Dạ. Nếu mà đi xa thì có máy hút chân không, rồi có túi chống ẩm rồi nữa, mình đi ra tới nước ngoài được mà. Dạ. Đóng vô bao bì rồi. Đóng bao bì đi ra nước ngoài được luôn. À, hút ẩm là đi nước ngoài được luôn. Ừ, ra nước... Có nhiều người ta mua người ta gửi cho con người ta đồ bển á. Dạ. Cá từ rối. Tại lúc gài cá lóc mùa dịch này khó lấy nguồn cá nên nó hơi mắc nè, chứ lúc thường thường thì có 170-180 kg. Dạ. Bỏ sỉ á. Dạ. Tại lúc gài cá nó lên tới gần 70 ngàn cái lô, 60 ngàn. Mày thì giờ thì sẽ mắc hơn chút. Ừ, cá nó mắc. Cái lúc rẻ là bỏ sỉ có 170-180 rồi. Dạ. Một con cá vậy là bằng khoảng bao nhiêu công đoạn bác cá? Trời ơi, khoảng 3-4 công đoạn á, mình để vô máy đánh dẫy rồi mới ra cắt đầu, rồi xẻ, rồi gọc xương, rồi mới xẻ thổi lên vậy nè. Dạ. Hình như nãy còn thấy có lấy bằng chải chà chà này nữa. Có, lấy bằng chải chà sạch hết cho nó lấy bằng chải chà mấy cái máu, máu với chỉ máu. Cục máu canh thường nằm ở đây nè. Dạ. Ừ. Cái đó là nó tanh á, mình làm sạch cái đó là nó không có tanh con cá. Là ăn cá là ăn nó không có tanh, còn mấy người ta làm không kỹ là ăn tanh lắm. Dạ. Quá nắng luôn. Da phơi khô mà cũng phơi người nữa. Mà khô mà gặp nắng đẹp thì là khô nó ngon lắm. Với cái người phơi khô nó không cực. Dạ. Dạ. Trời. Mưa thì gầu bắt đầu che lại. Gầu đem ra đem vô. Này mình phơi khoảng 2 nắng là khoảng mấy ngày vậy bác? À, thì thường thường là 3 ngày đó. Dạ. 3 ngày. Ừ, 3 ngày xuống mẻ khô. Thường mấy cái chỗ khác thì còn thấy là mấy cái chỗ phơi khô thường là rất là nhiều ruồi, ở đây không thấy con nào luôn cả nhà. Tại mình làm cá tươi với ngay chỗ đây mình làm nó sạch sẽ. Thoáng mát nữa nên nó đâu có ruồi. Dạ. Thường mấy đi mấy chỗ khác thì thấy ruồi bay lắm. Cá tươi thì ít ruồi hơn. Còn cá mà bị bủng đồ là nó nhiều ruồi lắm. Với mình phơi sân vườn nè. Dạ. Nó sạch sẽ. Dạ. Nắng chát. Lấy cái bịch bột ớt nó rất là có thương hiệu đàng hoàng nha. Dạ. Chứ không phải làm mà hồi phải có chất lượng đàng hoàng chứ, mình để bịch ớt lên cho nó này, màu nó đẹp. Gắt thính. Quá wow, đã nhìn màu lên đẹp ghê luôn. Đó là màu của bột ớt chứ không có phẩm màu gì hết á. Dạ. Nên ăn khô an toàn sạch sẽ đàng hoàng. Có cái bột ớt này mình bóc vô tay vậy nó có nóng không bác? Có chứ.
ớt thôi, cũng như là ớt không ghi nè, cái trái luôn. Ờ nóng lắm á. Này à. Này à, khu phố 9 hôm nay gì đi. Ừ, có thương hiệu đàng hoàng. Dạ. Hôm nay Biên Hòa Đồng Nai. Ừ. Có cơ sở sản xuất đàng hoàng. Một bịch vậy là khoảng mấy ký vậy? Bịch về là 1 ký nè. Dạ. À, cũng 50 mấy ngàn. Dạ. Một bịch như thế này thì 50 mấy ngàn. Ừ. Việt Nam đồng. Vì cái lên cái con khô nó đẹp lắm. Giá vậy nó rớt bên dưới cũng khá nhiều ha. Ừ, thôi sao, thôi chịu thôi. Vậy là đợi nó hơi gáo gáo xong bắt đầu lật bề kia gãi lên một lần nữa hay sao bác? Không, chỉ gãi một lớp này hả? Một lớp bên phía mặt trong ha. Không, gãi một phía trong thôi. Dạ. Hình như gãi ở phía ngoài da thì nó mau dễ khét hơn thì phải. Ừ, gãi ngoài da nó không có bám. Dạ. Gãi vô phần thịt. Người ta làm thì người ta để màu đồ này kia, còn mình không có. Dạ. À, cá lồng tông nè. Bên này phơi nó dốt dốt rồi. À, tuốt ngoài kia nữa. Để hoa ra quay cho quý vị xem. Thì chút nữa cũng sẽ cưa cây sao này luôn. Cũng rất là cao. À, đây là cái vỉ khô cá lóc mà bác gái nói nè. Đây là được 3 ngày là khoảng 2 nắng nè. Để phơi ráo ráo chút nữa là sẽ được hoàn thành một mẻ khô này. À, nhìn màu cũng rất là đẹp. Đây là màu của bột ớt chứ không phải là phẩm màu. À, còn bên đây là khô cá sặc nữa nè. À, khô cá sặc này thì cũng nhỏ nên chủ nhà để thêm một cái miếng lưới nữa để không bị lọt vỉ. À, rất là tiện và sẽ dễ lấy hơn. Thôi cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa. À, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.